Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huê. Bên em hôm nay lại tiếp tục về số lượng rất là lớn các cái mẫu sản phẩm túi, túi đeo, túi đựng đồ dành cho các bác thợ cũng như là các bác sử dụng trong gia đình nhé. Đấy, thì đầu tiên thì cái sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến toàn thể các bác, đây là cái túi đeo hông. Đấy, cái túi đeo hông thì hiện tại bên em là về số lượng rất là nhiều nhé. Đấy, cái túi đeo hông này thì rất thuận tiện cho những cái bác mà thợ điện mà sửa chữa ở trên cao này. Đấy, hoặc những bác thợ bắn mái tôn. Đấy, các bác có cái túi này các bác đeo trên hông thì nó cực kỳ thuận tiện nhé. Đấy, các bác để kìm này, cà lê, mỏ lết, tô vít. Đấy, các bác gài vào đây. Đây, chỗ này thì các bác để máy khoan này. Đấy, máy khoan các bác để vào đây. Đấy, còn cái túi ở giữa này các bác để là bu lông ốc vít nhé. Đấy, để vào đây thì các bác sử dụng rất là thuận tiện. Đấy, và túi đeo hông này thì các bác tùy chỉnh được kích thước nhá. Ví dụ như là người to người nhỏ các bác có thể điều chỉnh ở đây. Đấy, rộng thoải mái luôn. Các bác kể cả những bác mà nặng tầm khoảng cỡ 90 cân đến một tạ, các bác vẫn sử dụng cái túi đeo hông này được. Thoải mái nhá. Đấy, có cả móc đeo này. Đấy, móc đeo này thì các bác đeo cái gì đó. Đấy, các bác móc vào, đeo vô tư thoải mái nhé. Đấy, thì cái hàng này thì bọn em có thể là gắn tem Panasonic hoặc là Daikin. Đấy, nó tùy vào cái từng sản phẩm. Đấy, Panasonic hoặc Daikin nhé. Đấy, ví dụ đây là cái này là Daikin này. Đấy, rất là xịn sò và đẹp nhé. Cái sản phẩm này thì bọn em sử dụng vải bố rất là dày dặn và chắc chắn. Đấy, các bác sử dụng thì cỡ 10 năm là chưa thể hỏng được. Đấy, hàng chất lượng nhé. Đấy, và hàng nhà em là đặt may là hàng Sài Gòn, không phải là hàng ở ngoài Hà Nội ở Liên Hiệp may nhá. Đấy, hàng này thì đảm bảo chất lượng từ đường kim mũi chỉ. Đấy, các bác sử dụng cái túi này thì yên tâm công tác, 10 năm không bao giờ hỏng được. Đấy, cái túi đeo hông này thì hiện tại bên em đang phân phối là 150.000 thôi. Đấy, là các bác được bao ship về tận nhà luôn các bác nhá. Đấy, và tiếp theo đây là một cái mẫu túi. Đấy, túi đựng đồ. Túi đựng đồ này thì nó là cái mẫu mà truyền thống của bên em. Đấy, mẫu này thì nó là mẫu size trung. Đấy, và một cái mẫu là mẫu size đại. Đấy, thì về cơ bản cái mẫu size trung và size đại thì cái chất lượng vải, cái chất lượng khóa, đấy, nó đều như nhau, nó chỉ khác nhau kích thước thôi. Đấy, túi size đại thì chiều dài, đấy, chiều dài tổng thể và chiều cao nó sẽ nhỉnh hơn túi size trung mấy phân. Đấy, còn lại thì tất cả từ đường kim mũi chỉ này, từ dây đeo này, từ khóa này, nó giống nhau hết nhé. Khóa nhà em là khóa đồng 12 xịn sò nhé, không phải là các loại khóa bình thường. Đấy, các bác sử dụng cái túi này 10 năm không hỏng. Đấy. Bây giờ em sẽ xin phép giới thiệu lại cái kích thước của ba cái sản phẩm này đến toàn thể các bác để các bác nắm được và tiện theo dõi nhé. Đấy, với cái túi size trung thì cái chiều dài nó sẽ là 44, chiều cao sẽ là 28 và chiều rộng nó sẽ là 22. Đấy. Còn đối với cả cái túi size đại thì nó sẽ chiều dài của nó sẽ lớn hơn. Chiều dài của nó sẽ là 48. Và chiều cao của nó sẽ là 32. Và chiều rộng của nó sẽ là 22 các bác nhé. Còn đối với cái mẫu túi hộp mẫu mới này thì cái chiều dài của túi sẽ là 44. Đấy, cái chiều cao sẽ là 30 và cái chiều rộng sẽ là 24 các bác nhé. Đấy, túi này thì nó tương đối là nó vuông thành sát cạnh. Đấy, đây là cái thông số kỹ thuật kích thước của ba cái túi này. Đấy, rất là nhiều ngăn. Đấy. Đây, các bác nhìn này. Đấy, bên trong cũng có ngăn nữa nhé. Đấy, rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, vải bố dày dặn. Đấy, vải bố hàng chuẩn loại 1 nhé. Đấy, các bác sử dụng cái vải bố này thì các bác 10 năm là không thể hỏng được. Khẳng định với các bác luôn là như vậy. Đấy, bên hông này đều có hai túi nữa. Khóa đồng là đều toàn bộ tất cả các loại khóa này. Đấy, cả đai nhá. Đấy, đều bằng đồng hết. Đấy, không như là các cái đơn vị khác là người ta sử dụng các cái chất liệu nó kém hơn. Và cái vải này nó cũng kém hơn. Đấy. Với cái vải bố loại 1 của nhà em đây thì nó sẽ cái màu xanh của nó sẽ là chuẩn màu xanh bộ đội nhá. Chuẩn màu xanh bộ đội. Đấy, cái túi size trung mẫu này thì nó là 280. Còn túi size đại mẫu này thì nó là 330. Đấy. Và bên em tiếp tục về được một cái mẫu
mẫu này gọi là mẫu mới quá nhá. Đấy, mẫu mới này thì nó có một cái thiết kế nó khác một chút. Đấy, các bác để ý đây. Thì cái mẫu mới này thì nó sẽ vuông vắn này, nó sẽ vuông thành sát cạnh hơn. Đấy, bởi vì cái phần trên này, phần lắp túi này, đấy, bọn em thiết kế khác, kiểu khác, may kiểu khác. Đấy, cho nên là nó sẽ vuông thành sát cạnh hơn. Đấy, với cái túi này thì nó cũng là cái dạng túi size chung, nhưng mà nó nhỉnh hơn túi size chung một chút. Đấy, bên trong đây thì may rất nhiều túi. Một, đây, bên trong đây toàn bộ xung quanh đây, xung quanh chu vi của túi là đều may các cái túi để chúng ta đựng đồ. Đấy, rất là tiện. Đấy, và cái túi này thì nó là một cái mẫu thiết kế mới quá nhá, mẫu thiết kế mới đấy của bên em. Đây, mẫu này là vừa mới ra mắt thôi. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vải bố loại 1 nhá. Đấy, không nói với cả hàng không hàng Hà Nội không thể so sánh được với cả cái hàng Sài Gòn này của em nhá. Đấy, hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các cái đơn vị sản xuất các cái túi này. Đấy, nhưng mà riêng cái túi của nhà em thì khẳng định luôn với các bác là ở trên thị trường đấy là hầu như là chỉ là túi loại 2 thôi. Đấy, còn hàng vải bố loại 1 của nhà em đây. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, đều là khóa đồng hết nhá. Đấy, khóa đồng to, khóa đồng 12, không phải là loại khóa nhỏ, khóa 10. Đấy. Cái này thì khi mà các bác kéo vào nó sẽ vuông thành sát cạnh. Đấy, trông rất là đẹp. Cái mẫu mới này rất là đẹp này. Đấy, các bác nhìn không? Rất là vuông. Đấy, như cái hộp luôn. Đấy. Giá của cái mẫu mới này, cái mẫu túi mới này thì bọn em đang phân phối là 300 ngàn nhé. Đấy, tất cả là các bác mua hàng nhà em đều được miễn phí vận chuyển đến tận nhà luôn nhé. Đấy, các bác nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Đấy, chuẩn led từ đường kim mũi chỉ luôn. Đấy, hàng này nhà em là hàng đặt riêng nhé, hàng đặt riêng. Đấy, cho nên là các bác yên tâm về chất lượng. Đấy, thì hôm nay trong cái clip ngắn này thì em xin phép giới thiệu với các bác là bốn cái mã sản phẩm này. Đấy, ba mã sản phẩm túi và một mã sản phẩm là túi đeo hông. Đấy, túi đeo hông. Thì các bác nào có nhu cầu đặt hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em theo ba số điện thoại em để phía bên dưới màn hình các bác nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn thầy các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Vâng, xin chào các bác.